Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm video này để nói về cái vấn đề là tìm về chính mình. Vậy thì chúng ta đi tìm lại chính mình hay là tìm về chính mình ạ? Theo tôi thì tôi sẽ là tìm về chính mình. Tại vì ngay ban đầu của chúng ta sinh ra là một đứa trẻ và chúng ta chưa biết cái mục đích sống của mình là gì, cái ý nghĩa của mình sinh ra trên cuộc đời này để làm những gì, thì mình hãy nên sử dụng từ tìm lại, tìm về chính mình thay vì cái từ là tìm lại chính mình. Tại vì bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi tìm cái bản đi tìm cái cốt lõi của bản thân mình, cái giá trị mà chúng ta muốn đem lại cho gia đình này, cho xã hội này, và cái mục đích sống của chúng ta, thì chúng ta hãy tìm về cái bản thân, tìm về chính mình là ai và muốn làm gì, thích làm gì và muốn tạo ra cái giá trị này gì để lại cho cái xã hội này. Thì thì khi mà chúng ta tìm về chính mình thì chúng ta cần phải khi tìm về chính mình thì chúng ta cần phải có một cái những cái việc làm của chúng ta phải gắn với một cái mục đích, một cái ý nghĩa tốt đẹp. Nó không nhất thiết là phải những cái ý nghĩa lớn lao về tầm thế giới vũ trụ, nhưng mà chúng ta nên xác định là những cái việc chúng ta làm phải có ý nghĩa, ít nhất là đối với bản thân chúng ta. Lớn hơn một chút có thể là cái ý nghĩa đó đối với gia đình này, đối với xã hội này. Thì chúng ta hay nên tập trung làm những cái việc mà tạo ra ý nghĩa. Chúng ta hãy đặt ra những cái mục đích, mục tiêu có ý nghĩa để chúng ta hành động. Khi mà chúng ta đã đạt được những cái khi mà chúng ta đã đặt ra được những cái mục đích có ý nghĩa, thì từng cái việc làm để dẫn đến trong cái những cái việc làm trong hành trình để dẫn đến cái mục tiêu có ý nghĩa đấy, nó cũng sẽ có ý nghĩa, từng ý nghĩa nhỏ, ý nghĩa lớn, nhưng mà nó sẽ vẫn có ý nghĩa. Và khi mà chúng ta để khi mà chúng ta tìm về chính mình thì chúng ta phải xác định được cái tiếp theo là chúng ta phải xác định được cái sở trường của bản thân. Thì mỗi người chúng ta ai cũng có những cái sở trường riêng. Người này mạnh điểm A nhưng mà người kia mạnh điểm B. Không ai trong chúng ta có những cái sở trường, có những điểm mạnh, có những cái ưu điểm giống nhau. Mỗi con người chúng ta được sinh ra là đã được ban cho những cái ưu điểm, những cái điểm mạnh, những cái điểm mạnh khác nhau. Và trong cái quá trình chúng ta lớn lên và phát triển thì những cái kiến thức mà chúng ta thu nạp vào, những cái kinh nghiệm mà chúng ta học tập được, nó sẽ tạo ra những cái điểm mạnh tại từng thời điểm của chúng ta. Ví dụ như là khi chúng tôi đi học đi, thì khi chúng ta đi học thì chúng ta, ví dụ như là sinh viên năm nhất, thì chúng ta sẽ có điểm mạnh là chúng ta làm về Word giỏi này, về Excel giỏi này. Nhưng mà đến cái thời điểm là năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4 thì bạn sẽ có những kỹ năng như là về Facebook marketing, quảng cáo. Ở từng thời điểm thì bạn sẽ có từng cái điểm mạnh, từng cái kỹ năng, từng cái điểm mạnh khác nhau, và bạn hãy tận dụng những cái kỹ năng ấy để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống, chúng ta hành động một cách có hiệu quả. Và chúng ta hãy áp dụng những cái điểm mạnh của chúng ta, nhưng mà đồng thời thì chúng ta cũng phải luôn luôn học tập, luôn luôn trau dồi và phát triển bản thân, để chúng ta ngày càng nâng cao cái bản thân, nâng cao cái giá trị của mình lên, để chúng ta có những cái hành động, có những cái mục tiêu, có những ý nghĩa ngày càng lớn dần, lớn dần, lớn dần, và có sức ảnh hưởng không chỉ đến bản thân, gia đình mà còn cả xã hội nữa. Thì khi mà chúng ta đã xác định được cái điểm mạnh và sở trường của chúng ta rồi, thì chúng ta đi đến xác định cái đam mê. Mỗi người, bản thân của chúng ta thì đều có những cái đam mê riêng. Có người thì đam mê về hát, về nhảy, có những người đam mê về có những người đam mê về đi tạo giá trị cho mọi người xung quanh chẳng hạn. Đó là những cái đam mê của từng người, và chúng ta hãy làm việc, chúng ta hãy hành động theo những cái đam mê của bản thân. Chúng ta không nên là chỉ làm việc vì theo những cái mục tiêu, những cái đam mê của mọi người, của gia đình, của xã hội. Chúng ta hãy hành động theo những gì mà chúng ta muốn, những gì mà chúng ta gọi là đam mê, sở thích của chúng ta, thì khi đó chúng ta sẽ có được, chúng ta sẽ làm việc một cách, chúng ta làm việc trong cái sự
trong cái hạnh phúc này, trong cái sự vui vẻ, và nó sẽ không bị nó sẽ không áp lực như là chúng ta làm việc về mục tiêu của gia đình, của xã hội đề ra. Thì khi đó mọi người xung quanh, khi mà chúng ta hành động những cái mục tiêu, mục đích do mọi người xung quanh đề ra cho chúng ta, thì chúng ta sẽ rất là áp lực, vì chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Chúng ta có thể làm hài lòng một người, hai người tại từng thời điểm, nhưng mà chúng ta không thể suốt ngày để bản thân chạy theo những cái suy nghĩ, những cái mục tiêu mà người khác đề ra cho mình được. Thì khi đó bản thân của chúng ta sẽ rất mệt mỏi, rất áp lực, và chúng ta sẽ không có được cái sự hạnh phúc khi mà chúng ta làm việc. Và cái đam mê của chúng ta thì chúng ta hãy tận dụng những cái điểm mạnh để chúng ta có thể hành động cái đam mê ấy. Và khi mà chúng ta hành động theo đam mê thì chúng ta hãy biết trân trọng bản thân của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta làm việc theo đam mê của chúng ta, và cái công việc, cái đam mê của chúng ta nó có thể là nó rất là khó khăn, và chúng ta khó hoặc là không thể đạt tới được cái mục tiêu, cái mục đích, cái đam mê của chúng ta không hoàn thành một cách trọn vẹn, nhưng mà chúng ta hãy trân trọng những gì mà chúng ta đã cố gắng để đi trên cái con đường ấy. Cái mục đích, cái mục tiêu nó thường nằm ở trên đỉnh, và từ ví dụ như là một ngọn núi thì cái mục tiêu nó sẽ nằm ở trên đỉnh, và cái con đường đi từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi, tôi nghĩ là nó sẽ quan trọng hơn, đôi khi nó quan trọng hơn cái đỉnh mà bạn muốn lên. Vì trên cái cuộc hành trình ấy, chắc chắn là bạn sẽ gặp những cái khó khăn, cái thử thách mà chúng ta phải vượt qua. Và khi mà chúng ta vượt qua những cái khó khăn thử thách này thì chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm này. Dù chúng ta có thất bại ở một đoạn đường nhỏ nào đấy khi chúng ta lên đỉnh núi, nhưng mà chúng ta hãy lấy đó là cái bài học, lấy đó là những cái kinh nghiệm để chúng ta rút ra bài học, để chúng ta có thể tránh mắc phải những cái lỗi lầm ấy khi đi tiếp trên con đường đến cái thành công của chúng ta. Và những cái trải nghiệm nó rất là quý giá, những cái trải nghiệm trên con đường đi này nó rất là quý giá, nó sẽ tạo cho chúng ta, con người chúng ta được trải nghiệm nhiều thứ, được biết, học hỏi nhiều thứ. Và trên con đường đi này thì chúng ta hãy đặt ra những cái mục tiêu nhỏ, từng cái mục tiêu nhỏ, để chúng ta có thể, khi mà chúng ta đạt được những cái mục tiêu nhỏ này thì chúng ta cũng có thể cảm cho bản thân mình tự cảm thấy tự hào về bản thân, hạnh phúc về bản thân. Ví dụ như là khi bạn chạy marathon thì cuộc thi chạy của bạn là 20 km, thì bạn hãy đặt nhỏ mục tiêu của mình ra là mục tiêu 1 km đầu tiên, 5 km và 6 km, 7 km tiếp theo. Đó là những cái mục tiêu nhỏ mà bạn chia ra. Mỗi khi mà bạn hoàn thành được từng mục tiêu nhỏ, từ 1 km, 2 km, 5 km, thì bạn sẽ tự cho phép bản thân mình được hạnh phúc với cái mục tiêu mà mình vừa đặt ra, để chúng ta vươn tới cái mục tiêu là 20 km đằng sau này, ở trước mặt chúng ta. Thì khi mà chúng ta tạo ra được nhiều cái niềm hạnh phúc, niềm vui vẻ như vậy, thì nó sẽ tạo ra những cái niềm hứng khởi, nó sẽ tạo ra được cái động lực để chúng ta có thể bước tiếp trên con đường để đi tới mục tiêu to lớn của chúng ta. Và để chúng ta tìm về chính mình thì chúng ta phải, khi mà chúng ta đã xác định được những cái mục tiêu có ý nghĩa này, xác định được cái đam mê và xác định cái sở trường của bản thân, thì chúng ta phải tối ưu hóa cái năng lực, cái giá trị của bản thân đối với gia đình này, đối với xã hội này. Và khi chúng ta tối ưu hóa cái năng lực của bản thân này thì chúng ta, thứ nhất thì chúng ta phải biết nắm bắt và biết tạo ra những cái cơ hội cho bản thân. Để nắm bắt bản thân thì cuộc sống này luôn có những cái cơ hội để cho chúng ta được hành động, và bản thân mỗi chúng ta luôn phải chuẩn bị những cái ví dụ như là khi chúng ta đi leo núi thì chúng ta phải chuẩn bị những hành trang, quần áo, mũ, nón, đồ ăn các thứ. Đó là những cái hành trang trên con đường mà chúng ta đi tới
leo núi. Và cơ hội cũng như vậy, khi bạn bạn phải luôn sẵn sàng học hỏi, trau dồi tri thức, trau dồi kinh nghiệm để bản thân của chúng ta được phát triển, được ngày càng hoàn thiện hơn, để khi mà có cơ hội thì chúng ta hãy nắm bắt nó thật nhanh và không để nó tuột mất, và sẽ hành động vì chúng ta, lúc ấy chúng ta sẽ hành động hết sức mình vì cái mục tiêu, vì cái cơ hội ấy. Và khi mà chúng ta chưa có khi mà năng lực của chúng ta thì nó là vô tận và nó sẽ được trau dồi, nhưng mà khi mà chúng ta cảm nhưng mà khi mà có cơ hội đến thì cái năng lực của chúng ta nó vẫn là một thứ gì đó hạn chế, thì khi đó bạn phải nỗ lực hành động để bù đắp lại những cái gì mà năng lực của bạn còn thiếu sót. Nó đúng với một câu nói đó là có kim mài sắt có công mài sắt có ngày lên kim đấy. Thì bạn khi mà bạn chỉ cần nỗ lực hành động thôi, hành động một cách chính xác, nỗ lực hành động vì cái mục tiêu của mình, dù có khó khăn đến đâu thì bạn cũng có thể vượt qua, cũng có thể hoàn thành mục tiêu, cũng có thể hoàn thành công việc của mình. Và khi mà chúng ta có những cơ hội để chúng ta nắm bắt và có được những cái cơ hội trong cuộc sống, thì chúng ta không cần thiết phải nghe theo phải nghe hoàn toàn theo những cái người theo người khác theo những người ở xung quanh chúng ta nói, mà khi mà chúng ta cảm thấy đó là cơ hội của bản thân chúng ta thì chưa chắc nó sẽ thành công đến cái mức độ nào, nhưng mà chúng ta chỉ cần cảm thấy chúng ta cảm thấy yêu thích cái cơ hội ấy là dành cho bản thân mình, thì mình hãy cứ cố gắng và đừng quá quan tâm đến những người nói xung quanh. Vì khi mà bạn bắt đầu làm công việc gì mới hoặc là có sự thay đổi nào mới thì mọi người xung quanh sẽ có người thì ủng hộ, nhưng mà cũng có rất nhiều người sẽ bác bỏ những cái ý tưởng đó trong đầu bạn đi, bằng cách mà họ sẽ nói những cái lời nói mà làm cho bạn nhụt chí đi, không thành công đâu, làm chắc chắn sẽ thất bại. Đó, nó sẽ bạn phải có một cái ý chí, bạn phải rèn luyện cái ý chí của mình để không bị quá ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Việc tiếp thu mọi người là rất là tốt, nhưng mà chúng ta phải tiếp thu có chọn lọc để phát triển bản thân, chứ không phải là luôn luôn phải nghe theo mọi người nói gì để làm theo. Và vì mỗi người có một điểm mạnh riêng và không ai giống ai, họ đối với bản thân họ đó là không làm được, nhưng mà cũng không chắc chắn là bản thân của tôi cũng không làm được. Vì vậy hãy cứ làm theo cái gì mà bản thân chúng ta tin tưởng, chúng ta đặt niềm tin vào, và chúng ta hãy cứ làm, nỗ lực và làm thôi. Và để mà có những cái cơ hội giống như là trong môi trường doanh nghiệp đi, thì để mà chúng ta có những cái cơ hội thì chúng ta không nên quá khiêm tốn bản thân. Chúng ta không nên quá khiêm tốn là tốt, nhưng mà chúng ta không nên khiêm tốn quá mức. Khi mà chúng ta làm việc ấy, thì chúng ta không nên quá trầm quá, thì chúng ta phải có cái năng lực gì, có cái điểm tốt gì thì mình phải thể hiện ra để mọi người mới có thể nhìn thấy cái năng lực của mình, thì sếp của bạn mới có thể tạo cho bạn những cái cơ hội, hoặc là bạn cũng có thể tự tạo ra những cái cơ hội riêng cho mình. Bạn phải trong quá trình làm việc thì bạn phải nỗ lực làm việc, và bạn phải nỗ lực làm việc này, bạn phải năng động này, bạn phải sáng tạo này, bạn phải thể hiện bản thân mình tốt trước nhất là bạn thể hiện bản thân mình cho mình thấy, và tiếp theo đó là thể hiện bản thân mình cho mọi người thấy, để mọi người có thể nhìn nhận bản về bản thân mình. Và khi có cơ hội thì họ sẽ có thể là đẩy qua cho mình làm chẳng hạn. Và khi mà
Chúng ta khi mà chúng ta tối ưu hóa cái năng lực, tối ưu hóa cái giá trị của bản thân ấy, thì để mà chúng ta nắm bắt hay là tạo được ra cơ hội cho bản thân, thì bản thân của chúng ta phải luôn năng động này, luôn chủ động này, luôn tìm tòi tư duy, luôn tìm tòi này, luôn tư duy để chúng ta tìm tòi ra những cái mục đích của chúng ta có ý nghĩa nhá. Thì chúng ta phải luôn tìm tòi học hỏi hoặc là năng động tìm ra những cái ngách mà có liên quan tới cái mục đích của mình, liên quan tới cái đam mê, liên quan đến cái sở trường của mình, mà những cái đam mê ấy có thể là xã hội cần này, hoặc là nó tạo ra giá trị cho nhiều người này. Đó là những cái chúng ta hãy luôn tìm tòi những cái ngách này để chúng ta đi theo, để chúng ta vừa có thể có cái để chúng ta tạo cộng vừa có thể nắm bắt được những cái cơ hội từ thị trường, từ xã hội xung quanh, và vừa có thể tạo ra cơ hội là vừa có thể tạo ra cơ hội cho chính bản thân mình, và có thể tạo ra cơ hội việc làm cho rất là nhiều người khi mà chúng ta tìm được cái ngách mà xã hội cần này, nhiều người cần, hoặc là có thể trao giá trị cho nhiều người. Và khi mà chúng ta nắm bắt được cái nhu cầu của nhiều người rồi, thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta nắm bắt được nhu cầu của nhiều người, thì chúng ta hãy bản thân của chúng ta có điểm gì mạnh đấy, có sở trường đấy, có điểm mạnh đấy, thì bạn hãy hành động để vươn tới cái mục đích vừa có ý nghĩa với bản thân mà vừa có ý nghĩa với xã hội, và tạo ra nhiều giá trị cho xã hội. Và thứ hai đó chính là về thứ hai đó chính là kinh để làm một người để là một người à chúng ta tối ưu hóa cái năng lực của chúng ta, thì chúng ta phải có kinh nghiệm đấy. Thì chúng ta hãy và chúng ta hãy tạo ra những cái mối quan hệ. Mối quan hệ ở đây đơn giản là chúng ta hãy trò chuyện với những người trò chuyện với mọi người, nhất là những cái người thành công mà chúng ta nhìn vào họ để chúng ta học hỏi. Khi mà chúng ta tạo được mối quan hệ, thì không chỉ trò chuyện với người ta là chúng ta tạo mối quan hệ, chúng ta phải giúp đỡ người ta, bảo có qua có lại đúng không ạ? Thì mình giúp người ta thì người ta giúp lại, sẽ tạo mối quan hệ rất là tốt. Và chúng ta hãy tạo giá trị khi mà chúng ta đừng chỉ để bản thân chúng ta nhận của người khác mà không trao đi. Mỗi người như tôi nói là mỗi người có một cái hiểu biết, mỗi người có một cái hiểu biết, một cái điểm mạnh về một cái lĩnh vực, một cái vấn đề nào đó mà những người khác không có, thì bạn hãy trao những cái giá trị của bản thân mình có, những cái tri thức, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm bạn có, bạn hãy lan tỏa, hãy trao đổi cái giá trị ấy với những người khác, thì những người mà chúng ta muốn tạo mối quan hệ thì họ cũng sẽ trao cho ta những cái trao cho bản thân mình những cái giá trị mà mình chưa biết, những cái kinh nghiệm mà mình chưa trải qua, những cái có thể họ có thể cho mình, họ có thể đưa cho mình những cái cơ hội rất là tốt để mình có thể hoàn thành được, mình có thể làm việc theo đam mê của chúng làm việc theo đam mê của mình mà vẫn có ý nghĩa. Và vừa rồi tôi đã nói về cái vấn đề là chúng ta tìm lại bản thân, chính bản thân của chúng ta bằng cái việc mà chúng ta hãy tối ưu hóa cái giá trị, cái ý nghĩa của bản thân đối với xã hội, đối với mọi người xung quanh. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của tôi.